trao chứng nhận cho các đại lý. Chủ đầu tư Vinhomes sẽ trao chứng nhận cho các đại lý theo từng cấp Platinum, Gold và Silver được phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park 2, The Empire. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, phụ trách kinh doanh và marketing công ty cổ phần Vinhomes sẽ tiến lên sân khấu để trao chứng nhận cho các đại lý Platinum. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Và sau đây chúng tôi xin được lần lượt công bố danh sách các đại lý nhận chứng nhận. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của Vietstarland. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của Liên minh HD Home, Trường Phát và Thế giới Bất động sản. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của Liên minh Queensland và Đất xanh miền Bắc ạ. Ngay sau đó chúng tôi xin được mời đại diện của Phú Hưng và New Way. Xin mời đại diện của Liên minh Queensland và Đất xanh miền Bắc. Phú Hưng và New Way chuẩn bị ạ. Vâng, những thành viên của Liên minh Queensland và Đất xanh miền Bắc đâu ạ? Tiếp theo xin được mời đại diện của Phú Hưng và New Way. Ngay sau đó sẽ là Liên minh Big Homes và One Housing. Xin mời đại diện của Big Home và One Housing. Tiếp theo xin được mời đại diện của Liên minh Wonder Homes, Tân Long, Sao Vàng Holdings. Và lúc này trên sân khấu là Liên minh Big Homes và One Housing. Xin mời đại diện của Liên minh Wonder Homes, Tân Long và Sao Vàng Holdings chuẩn bị. Vâng, các anh chị vui lòng chờ trong giây lát. Vâng, xin mời đại diện của Liên minh Wonder Homes, Tân Long và Sao Vàng Holdings. Tiếp theo xin mời Liên minh CNP, Visaland và Teamland. Xin được kính nhờ các đại lý đã nhận chứng nhận, chúng ta vui lòng di chuyển sang phía bên cánh phải khoảng 5 bước chân để lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại chụp một bức hình kỷ niệm. Vâng, xin mời Liên minh CNP, Visaland và Teamland. Xin mời Sandland chuẩn bị ạ. Xin mời đại diện của Sandland. Và đại lý thứ 9 thuộc danh sách Platinum, xin được mời đại diện của Đất Việt Group. Vâng, và đây là đại diện của Đất Việt Group. Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời các thủ lĩnh của các đại lý Platinum. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực trung tâm để cùng chụp một bức hình lưu niệm cùng với người thuyền trưởng ông Hoàng Văn Sơn. Xin được mời các anh chị, chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực trung tâm để cùng chụp một bức hình cùng với ông Hoàng Văn Sơn. Vâng, xin mời chúng ta sẽ di chuyển cân đối sang hai bên ạ. Và xin quý vị dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho các đại lý Platinum đã nhận được chứng nhận của chủ đầu tư trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park The Empire.
Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Sơn và chúc mừng cho các đại lý. Xin mời các anh chị sẽ trở về chỗ ngồi của mình. Và chúng tôi xin được giữ lại trên sân khấu ông Trần Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin được giữ lại trên sân khấu ông Trần Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin được giữ lại trên sân khấu ông Trần Trọng Nghĩa. Ngay sau đây thì ông Trần Trọng Nghĩa, giám đốc kinh doanh dự án, sẽ trao chứng nhận cho các đại lý Silver và Gold. Tiên xin được chúc mừng và mời lên sân khấu VHS ạ. Xin mời đại diện của đại lý VHS. Và ngay sau đó sẽ là Lux Homes. Vâng, ngay sau đó sẽ là Lux Homes chuẩn bị ạ. Và lúc này đang là đại diện của VHS tiến lên sân khấu. Và đại lý Lux Homes hay sẵn sàng ở ngay phía trước sân khấu. Và sau Lux Homes, chúng tôi xin được mời Liên minh New Starland và New Housing. Vâng, xin mời chị đã nhận rồi. Mình di chuyển sang cánh phải thật rộng giúp tôi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại. Vâng, xin được mời Liên minh New Starland và New Housing sẽ cùng tiến lên ạ. Tiếp theo xin mời QTC lên. Xin được kính mời những quý vị đã nhận chứng nhận. Chúng ta hãy đứng thật rộng sang hai cánh ạ. Xin được nhờ đội hỗ trợ sẽ hướng dẫn giúp chúng tôi. Xin mời đại diện của QTC lên. Xin mời đại diện của QTC Land và ngay sau đó sẽ là đại diện của Nova Sky. Xin mời đại diện của Nova Sky sẽ tiến lên sân khấu ạ. Sau Nova Sky chúng tôi xin được mời đại diện của Tân Hương Phát. Vâng, xin mời đại diện của Nova Sky di chuyển sang cánh trái ạ. Xin mời đại diện của Nova Sky. Sau Tân Hương Phát, chúng tôi xin mời đại diện của Phúc Lộc. Xin mời đại diện của Phúc Lộc. Xin mời đại diện của Tân Hương Phát sẽ di chuyển sang phía cánh trái. Tiếp theo xin mời đại diện của Liên minh Minh Hưng và AZ Housing. Xin mời đại diện của Liên minh Minh Hưng và AZ Housing. Và tiếp theo xin được mời đại diện của Liên minh Minh Việt và Home Plus. Vâng ạ, xin được mời những thủ lĩnh của Minh Việt và Home Plus. Và tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện của Tân Thời Đại. Vâng, và xin mời đại diện các đại lý, chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực trung tâm của sân khấu để cùng chụp một bức hình cùng với ông Trần Trọng Nghĩa, đại diện của chủ đầu tư.
Và xin toàn thể chúng ta, những chiến binh đại dương, một tràng pháo tay và sự hò reo nồng nhiệt. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Trọng Nghĩa và chúc mừng cho các đại lý Gold và Silver đã nhận được chứng nhận trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhome Ocean Park The Empire. Và xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ trở về chỗ ngồi của mình. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là chúng ta đã có một lễ ra quân rất hoành tráng, và quan trọng hơn đó chính là tinh thần và ngọn lửa của gần 6.000 chiến binh đại dương đã mang tới đây để cùng nhau cộng hưởng, tạo nên sức mạnh cho Vinhome Ocean Park The Empire. Và chúng tôi tin rằng với sức mạnh đó thì thành công chắc chắn sẽ đến với những người tiên phong. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng quyết tâm, sự đồng lòng chung sức thì một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỳ tích đáng tự hào cùng với Vinhomes. Và ngay lúc này đây thì xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý và đặc biệt là hơn 6.000 chiến binh SEAL đã có mặt trong sự kiện đặc biệt này. Và lễ ra quân Vinhome Ocean Park The Empire Hải Trình Đánh Thức Hừng Đông đến đây xin được khép lại. Xin gửi lời chào tạm biệt.